Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dự báo cả hai loại hình thế gây mưa là rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục tồn tại trong những ngày tới. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc vẫn duy trì những cơn mưa rào và dông. Cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ là từ 30-50mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, lượng mưa là từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Do trời nhiều mây và có mưa nên thời tiết ở Bắc Bộ nhìn chung khá là mát mẻ, với nhiệt độ trong ngày mai cũng chỉ dao động từ 28-31 độ. Rãnh mây dông ở Bắc Bộ cũng tác động đến các tỉnh phía Bắc miền Trung là khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, khiến cho khu vực này trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và dông rải rác. Riêng Thanh Hóa cục bộ có mưa dông mạnh, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực này trong ngày mai sẽ phổ biến từ 29-32 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận trong đêm nay và chiều tối mai chủ yếu sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Ban ngày trời nắng, nắng nóng thu hẹp lại chỉ xuất hiện cục bộ một vài nơi với mức nhiệt là trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày mai trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động từ 27-29 độ và Nam Bộ duy trì mức nhiệt là 30-33 độ. Đến chiều tối và tối, cả hai khu vực tiếp tục lặp lại những cơn mưa rào và dông rải rác. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 mét và biển động. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố.